Nói chung á là giữa Nghệ An và Sóc Trăng á là hai cái vùng miền khác nhau về văn hóa, về phong tục, về ẩm thực vân vân. Nó có những cái điều cũng chưa có hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình yêu thương nhau, mình về bổ sung cho nhau ha, mình nghĩ rằng nó sẽ đa dạng phong phú về bản sắc nữa. Rất là tốt luôn. Rồi, bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào. Kéo rào. Hết sức bình tĩnh nha, không có gì run nha. Một là về xứ Nghệ cùng em, hay là miền quê tôi Sóc Trăng ha. Chào em. Hôm nay đến với chương trình á, anh cũng có món quà gửi tặng em. Đây là cái chậu sen đá và xương rồng. Thì ý nghĩa của nó là xương rồng và sen đá là hai cái loài cây mà có sức sống rất là mãnh liệt. Và bất cứ hoàn cảnh nào á, xương rồng và sen đá nó cũng có thể vượt qua được. Thì anh mong em á, là trong cuộc sống, trong công việc và trong cả vấn đề tình cảm sau này, dù có vấn đề gì mình cũng phải đối mặt, mình giải quyết, mình vượt qua nó. Ngoài ra á, hai loại cây này đó, nó còn tượng trưng cho một cái tình yêu mãnh liệt. Nay tới chương trình em cũng có món quà. Bức tranh này nói lên thể hiện người phụ nữ Việt Nam đẹp về tâm hồn lẫn hình thể, và nói đến gia đình đầm ấm thuận hòa. Em mong cho anh cũng như chúng mình sau này nếu có cơ hội thì cũng có một gia đình đầm ấm thuận hòa như vậy. Mà cái tranh đó là ai theo? Dạ em theo. Đó em phải nhấn rõ cái đó, em luôn. Theo. Nó nữ công gia chánh. Quá là khéo tay luôn á chị. Rồi để bức tranh đi. Để đây, để đây. Em sao? Xin đọc đọc bài thơ tặng. Nay em có bài thơ tặng anh. Em đến đây cho mình cơ hội, nhờ chương trình mai mối tình duyên. Trái tim em vẫn đang kiếm tìm người đàn ông giữa cơn mưa mùa hạ. Anh ở nơi đâu trong ngàn người xa lạ. Mời nhà gái. À, bây giờ mình thoải mái lên nha. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi, rất là vui. Hy vọng rằng nó sẽ vận vào cặp đôi thứ hai tiếp tục thành công nữa. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến em MC Quyền Linh rồi và em. Chị Hồng Vân. Tất cả các khán giả đang xem trong buổi ngày hôm nay. Chào bạn nữ kế bên. Và chào tất cả các quý vị khán giả đang xem đài. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Phát. Năm nay em 26 tuổi, em sinh năm 1994. Em giới thiệu về mình đi nào. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Chú... Rung hả? Không có rung. Chú chị Quyền Linh cùng bạn trai và cùng toàn thể quý khán giả. Em xin giới thiệu, em tên là Phan Thị Hợi, sinh năm 1995. Em quê ở Nghệ An. Dạ, hiện tại em đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Nhi Cần Thơ. Em trai là ở đâu? Em đang hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Sóc Trăng luôn. Cần Thơ qua rồi. Sóc Trăng luôn, sát bên luôn. Dạ. Trời, vậy mừng quá. Em hãy cho bên đàn gái biết ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, khuyết điểm của em là tính của em là nó rất là lười biếng. Hai cái đam mê lớn nhất của em là đam mê ăn và đam mê ngủ. Và cũng từ những cái mà khuyết điểm đó nó lại sinh ra một cái ưu điểm lớn của em. Đó chính là em rất là đam mê kiếm tiền. Có nghĩa là hiện tại em sẽ kiếm đủ cái số tiền để sau này để mình về hưu á, mình được tận hưởng cái cuộc sống của mình, đó là mình được ăn thoải mái, ngủ thoải mái hơn. Trời ơi, chưa gì tính về hưu rồi. Ông 26 tuổi mà ông làm thế ớn thiệt chứ. Giờ dạ. Nghe là thấy yên ổn rồi đúng không? Dạ. Để hỏi ông coi ông lo được tới đâu rồi. Dạ, chào, chào chị. Sao nãy giờ nhà cửa mua được chưa nè? Dạ, hiện tại thì em cũng có nhà riêng. Ừ. Nhưng mà sau này thì em mong muốn là sẽ về làm dâu ở sống chung với ba mẹ. Tại vì em ở nhà em là con út trong gia đình. Rồi á, là bây giờ á, coi như em lấy vợ về á, là em nuôi được vợ luôn chưa? Dạ, về vấn đề này á, thì em có thể là nuôi được. Dạ. Tuy nhiên là em thích đi làm hay là ở nhà chồng nuôi? Dạ, em thích đi làm. Đồng ý không? Dạ, vẫn đi làm bình thường được. Thì có thể là mình có thể là mình về nhà mình tự mở cửa hàng mình kinh doanh cũng được. Dạ. Ủa nhưng mà em gái em ở Cần Thơ, mở với ai vậy? Em ở trọ, nhưng mà trước thì em ở nhà bác. À, vậy thì hợp lý rồi đó em. Dạ. Nếu mà em muốn xin về bệnh viện Sóc Trăng á, dạ, là anh sẽ hỗ trợ cho em xin gì đó luôn. Quá hay, anh Linh quá hay. Dạ, em cảm ơn chú Quỳnh. Nhưng mà bây giờ hỏi cái chuyện tình duyên của bạn đi. Bạn là mấy mối tình rồi? Dạ,
nói ra sợ mọi người cười chứ em cũng được một mối tình rưỡi rồi đó. Cái một là sao mà cái rưỡi là sao? Cái rưỡi là do có tìm hiểu nhưng mà rồi cũng không hợp nhau, cũng không tới đâu. Còn cái một đó là gọi là mối tình mà khắc cốt ghi tâm nhất của em. Mấy năm? Dạ thực chất đó là quen nhau chỉ có 3 tháng thôi. 3 tháng khắc cốt ghi tâm. Chắc là mối tình đầu đúng không? Dạ đúng rồi, là mối tình đầu mà nếu mà nói ra cái khoảng thời gian đó chắc anh với chị cũng sẽ còn mắc cười hơn nữa. Là sao nói coi có cười không? Đó là em quen người bạn gái đầu tiên của em á là lúc đó em mới học lớp 9. Chịu sớm vậy đó hả? Dạ khoảng 15 tuổi. Thật ra cái mối tình đó nó để lại cho em rất là nhiều kỷ niệm. Rồi. Nó cũng là cái động lực để mà em phấn đấu như bây giờ vậy đó. Dạ. Bởi vì khắc cốt ghi tâm là đúng rồi. Nói chung là tình cảm bạn này cũng chưa có gì sâu sắc lắm. Về tình yêu cũng chưa có trải nghiệm nhiều. Còn bạn gái bên kia? Ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát, cũng biết nấu ăn, theo thùa chút xíu. Còn nhược điểm biết nấu ăn thì là nhiều khi thẳng tính quá, rồi nóng tính. Hiện tại em chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào luôn? Dạ. Trời ơi, cưng dễ sợ chưa? Như vậy là hỏi nè, như vậy dạ. Là vì nhút nhát quá mà chưa có người yêu đúng không? Do đặc thù công việc của em thì làm ca làm kíp. Nhiều khi thứ bảy chủ nhật em đa phần em đi làm. Nói rồi sao mà đăng ký được chương trình này hay vậy? À, tại chị ở chung phòng, hai chị em ở trọ, dãy trọ có 10 phòng mà ai cũng có đôi có cặp mỗi phòng chị. Hai chị em không có đi đâu nữa. Ấy không ai tin chứ. Nên chị đăng ký em thử nghiệm trước cho chị. Em trước xong tới chị. Anh thấy bữa nay là hay đó. Chàng trai này cũng cá tính. Bên kia cũng dễ thương. Bây giờ thế này, cái gu của em đó, muốn người phụ nữ của đời em như thế nào? Dạ thì em thích một người phụ nữ họ đơn giản một tí xíu. Và nữ công gia chánh. Đúng. Có nữ công gia chánh không? Dạ có. Và anh nhìn người là có rồi đó. Dạ. Thì tính tình thì là phải là hiếu thảo, thương yêu cha mẹ. Có hiếu thảo không? Dạ có. Có luôn. Ai ta điều dưỡng mà thảo. Dạ. Cũng ít vô có người nào cũng hiếu thảo với cha mẹ lắm. Từ cái số nhỏ thôi. Thì mình cứ hỏi đi. Ủa mắc cười quá sao ông la ông rầy tôi hoài vậy? Trời ơi. Dạ. Tự nhiên hỏi em có hiếu thảo không? Tại tôi thấy bạn này nè, thanh niên á, là mới có 26 tuổi, sinh năm 94 rồi, bằng Xí Ngầu đó. Mà gọi là đã có ý chí và đã có một cái gọi là cái tài sản mà như vậy là trưởng có nghĩa thành. Là trưởng thành là tôi rất là chịu. Thành ra là tôi phải hỏi kỹ. Về ngoại hình thì chắc là nếu mà cao 1m55 trở xuống thì sẽ hợp với em. Tại trời em ơi, ngon lạc lắm. Nhiêu nè, mình nhiêu nè. Dạ, em được 1m53. 1m53. Ngon hơn cô gái 1m52. Rồi, được rồi đó. Anh thấy ổn. Em hình dung cái người đàn ông bên kia ra làm sao? Bạn bên kia chắc có tính cầu tiến, nhanh nhẹn. Theo em là có đẹp trai không? Dạ, em nghĩ đẹp. Dạ. Thôi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ, hôm nay thì em đến với chương trình thì cũng có ba mẹ. Rồi, xin chào có cô chú. Có ba mẹ, dạ. Thì đầu tiên xin gửi lời chào hai MC xinh đẹp. Dạ. Chào khán giả trường quay. Chào cháu gái bên kia. Để nói về ưu điểm của Tân Phát. Tại Tân Phát nó nói tế nhị gì thôi, chứ nhà là có mình ơn đó, con trai à, nó mận chuyện giỏi lắm, không có làm biếng đâu. Con đừng có lo, tại nó nói khiêm tốn vậy thôi. Thấy cháu gái này thì cũng hiền, dễ thương. Dạ. Con có chịu gì làm dâu không? Tại vì bác ở đây có người con trai mà quà. Dạ, về chuyện làm dâu thì con thấy được, tại vì quá tốt chứ. Tại vì con là ở quê ở Nghệ An, cha mẹ con ở ngoài quê, còn con vào đây lập nghiệp trong này. Thì việc có cha mẹ chồng ở đây thì quá tốt rồi. Rồi. Dạ, ngon lành. Rồi, xin cảm ơn hai MC. Dạ, cảm ơn mẹ. Em đi à? Dạ, hôm nay em đi với chị. Lời đầu tiên là em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Em xin chào nhà trai. Chào em trai với các bạn khán giả. Em là chị của Hợi. Em thấy bạn trai bên này cũng được, có chí cầu tiến, có thể lo cho gia đình là được rồi. Bé Hợi thì nó có nhược điểm là hơi thẳng tính một xíu. Dạ. Còn nữ công gia chánh thì ok. Em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Nói chung là giữa Nghệ An và Sóc Trăng á,
là hai cái vùng miền khác nhau về văn hóa, về phong tục, về ẩm thực vân vân. Nó có những cái điều cũng chưa có hợp nhau, nhưng mà nếu mà mình yêu thương nhau, mình về bổ sung cho nhau ha, mình nghĩ rằng nó sẽ đa dạng phong phú về bản sắc nữa, rất là tốt luôn. Rồi bây giờ mình mở rào. Đúng rồi, mở rào. Kéo rào. Hết sức bình tĩnh nha, không có gì run nha. Một là về xứ nghệ cùng em, hai là miền quê tôi Sóc Trăng ha. Chào em. Hôm nay đến với chương trình á, anh cũng có món quà gửi tặng em. Đây là cái chậu sen đá và xương rồng. Thì ý nghĩa của nó là xương rồng và sen đá là hai cái loài cây mà có sức sống rất là mãnh liệt. Và bất cứ hoàn cảnh nào á, xương rồng và sen đá nó cũng có thể vượt qua được. Thì anh mong em á, là trong cuộc sống, trong công việc và trong cả vấn đề tình cảm sau này, dù có vấn đề gì mình cũng phải đối mặt, mình giải quyết, mình vượt qua nó. Ngoài ra hai loại cây này đó, nó còn tượng trưng cho một cái tình yêu mãnh liệt. Nay tới chương trình em cũng có món quà. Bức tranh này nói lên thể hiện người phụ nữ Việt Nam đẹp về tâm hồn lẫn hình thể, và nói đến gia đình đầm ấm thuận hòa. Em mong cho anh cũng như chúng mình sau này nếu có cơ hội thì cũng có một gia đình đầm ấm thuận hòa như vậy. Mà cái tranh đó là ai theo? Dạ em theo đó. Em phải nhấn rõ cái đó, em luôn. Theo nó nữ công gia chánh đó. Quá là khéo tay luôn á chị. Rồi để bức tranh đi. Để đây, để đây. Em sao? Xin đọc đọc bài thơ tặng. Nay em có bài thơ tặng anh. Em đến đây cho mình cơ hội, nhờ chương trình mai mối tình duyên. Trái tim em vẫn đang kiếm tìm người đàn ông giữa cơn mưa mùa hạ. Anh ở nơi đâu trong ngàn người xa lạ, ở lại cùng em viết khúc tình ca. Em xin hết. Bài thơ rất là hay luôn, anh rất cảm ơn em đã tặng anh bài thơ này. Thì đến với chương trình này anh cũng gặp em á, anh cũng có một bài hát gửi tặng em. Yeah. Cũng như thay cho những lời mà anh muốn nói. Muốn kể cho em nghe bao nhiêu là điều mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu, về ký ức và những câu chuyện tình yêu. Nhưng nói chung là anh lỡ yêu em mất rồi. Dạ anh hát quá, hay quá. Anh cảm ơn em. Dạ hay và ý nghĩa. Nếu như quen em thì một vài năm anh có thể về quê một lần không ạ? À, chuyện đó là bình thường em. Thì việc về thăm nhà thì anh nghĩ là một năm mình có thể về một đến hai lần, hai ba năm thì nó lâu quá. Thôi bây giờ mình nói cảm nhận của mình về nhau đi em trai, em thấy em gái thế nào? Qua cái nhìn đầu tiên á, em cảm nhận về bạn nữ á, em thấy bạn rất là hiền lành và nhút nhát. Và bạn nói bạn là người thẳng tính thì em cũng rất là thích những cái người thẳng tính. Tại đối với em á, thì thôi thì có cái gì á, mình cứ nói thẳng với nhau đi. Đừng có bắt em phải đón. Hàng ngày mình đối diện với công việc của mình hàng ngày á, mình cũng đã mệt mỏi rồi, mình về mình bắt mình phải đón nữa thì chắc không có đón nổi. Có lại là trong tình cảm á, thì anh muốn mình có cái gì thì mình cứ chia sẻ thẳng với nhau. Rồi em có cảm nhận gì về anh qua cái nhìn đầu tiên? Em thấy anh là một người đàn ông chứng chắn, có thể che chở và trụ cột cho gia đình. Nãy anh nói là về làm dâu thì em cũng nói mình sống chung với mẹ chồng, với cha mẹ chồng thì đó là quá tốt, nhưng mà em cũng có công việc riêng. Sau này thì em không biết, nhưng hiện tại em làm đây thì công việc của em là vậy đó, nó đặc thù. Hiện tại thì em 4 ngày em phải trực một hôm. Đấy, nhưng mà em sẽ cố gắng những cái thời gian ở nhà mình sẽ chu toàn công việc gia đình. Còn ở chung với cha mẹ chồng thì mình qua lại thì chắc chắn sẽ có một số xích mích nhỏ hoặc là va chạm nhỏ. Nhưng nếu mình yêu thương nhau, chia sẻ lẫn nhau thì em nghĩ sẽ làm dâu là không hề khó. À đúng rồi em. Là khi mà mình làm dâu mình mà mình sống chung với nhà chồng á, thì tất nhiên cái chuyện mà mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mà nếu như mà có cái mâu thuẫn gì xảy ra, em có thể là chia sẻ thẳng với anh, thì anh sẽ là người đứng ra để mà giảng hòa cho hai bên. Yeah. Anh sẽ là người trung gian. Yên tâm, hai đứa lấy nhau đi rồi đưa mẹ chồng nàng dâu lên tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu thì hai mẹ chồng nàng dâu sẽ yêu thương nhau nhiều hơn nữa. Để chuyện đó anh lo tiếp theo.
Đâu, trước đó là phải qua tôi trước, vợ chồng son trước. Rồi bây giờ thế nè, trong lòng của em thấy thế nào với người đối diện này? Em có cảm nhận một chút rung động mà có thể nghĩ rằng xa hơn, đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Dạ, em nghĩ là cả hai cũng đã vượt qua rất là nhiều chặng đường để mà đến được với cái chương trình này. Thì nó cũng là cái duyên của cả hai. Mong là sau chương trình này mình sẽ có thể tiến xa hơn trong cái mối quan hệ sắp tới của hai chúng mình. Còn em gái? Thì em cũng như bạn trai nói, thì để lên được chương trình thì mình rất qua nhiều giai đoạn rồi. Không dài thì ngắn thì mình cứ cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm và đi đến quyết định. Trước mặt ba mẹ, bạn bè, hãy bấm nút bằng cả trái tim. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đẹp rồi đó. Thấy cặp này hợp đó cô chú. Hai đứa nó hợp nhau đấy. Hình như có duyên với nhau lắm đó. Dạ. Ba mẹ của bạn gái cũng đang xem, có ba mẹ ở đây, có anh chị em, bà con. Xin phép người lớn cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa cái gì đi. Dạ, thì đến với chương trình này cũng là cái duyên của con. Thì con cũng xin phép, đầu tiên là xin phép ba mẹ con. Thứ hai là con xin phép ba mẹ, gia đình của bạn nữ, cho chúng con được tiến đến hẹn hò với nhau, tìm hiểu nhau. Biết đâu sau này chúng con sẽ tiến xa hơn những trong cái mối quan hệ sắp tới. Và biết đâu sau này chúng con sẽ về chung một nhà. Dạ con chào hai bác. Dạ nay con đến chương trình thì được gặp anh và gia đình hai bác. Thì con cũng có ở đời là hơi rung. Đó là nhiều khi thì ví dụ như là có nhiều món miền Tây, con ở đây thì cũng được 6 năm rồi. Những món miền Tây thì món nào dễ thì con nấu được, còn món nào khó khó thì con chỉ làm hậu trường với là tiền chế thôi. Còn nấu ăn thì bắt nấu được. Em yên tâm, món nào mà em nấu không được á, anh sẽ chỉ em nấu. Đó, đúng rồi. Dễ quá. Còn mà món nào mà anh nấu không được luôn á là anh nhờ mẹ anh chỉ anh, sau đó anh sẽ chỉ lại cho em. Hay quá. Thôi hung vợ cái đi, hung vợ cái nào, hung nào. Đó. Dễ thương quá à. Thiệt á. Tại vì tôi thấy tôi thương cái cặp này dễ sợ luôn á nha. Nó chút chút dễ thương ha. Rồi. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity, trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được 1 năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Robot thương hiệu quốc gia xin gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát, máy lọc không khí, thiết bị điện, dây cáp điện robot tại các điểm bán trên toàn quốc. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước RO và UF thiết kế hoàn hảo, 2020 trị giá 10 triệu đồng. Robot, người bảo vệ hữu hiệu. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan. Bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Đây, hãy giữ lấy món quà của các bạn. Rồi, giữ lấy những gì tốt đẹp nhất, những gì kỷ niệm ở bạn muốn hẹn hò nha. Chúc hai em sớm về chung một nhà. Cảm ơn các bạn. Đúng rồi, chào bạn gái đi trước mình theo sau. Bảo vệ bạn gái. Rồi, xong. Mỹ mãn quá.